Rồi quý vị ơi, bên size 588, 5 cái sâm Triều Tiên 350 bao ship toàn quốc nha quý vị. Anh nào quen là ship code lại chuyển khoản trước nha. Rồi. Đây là cây số 1 nè. Ngón tay tỷ lệ nha quý vị. Sâm Triều Tiên, cái sâm này ngâm rượu uống được nha quý vị. Đó, nó ra bông nè. Ra bông rồi nó có cái trái nó rụng xuống, nó là nó lên cái hột nó rụng xuống. Nó lên cái cây con nha quý vị. Nè. Cái này mấy năm mới được cái củ như vậy nha quý vị, trồng cũng phải 2-3 năm trời trở lên nó mới được cái củ như vậy nha, ba năm có nha. Rồi đây ba cây ha, đây cây thứ tư nè, ra bông nè. Rồi cái cuối cùng cái số 5 nè, rồi kết thúc luôn quý vị ơi, 350 bao ship nha.